Mày lo nấu cơm đi lấy điểm với ba đi. Bữa cơm nào ông cũng tụng tao, của bộ mày khoái lắm à. Tại chị đợi nấu cơm sẵn cho chị ăn, chén bát cũng không rửa. Ba chửi chị ráng chịu chứ. Tao không phải là hạng người phải biết nấu cơm, tao chỉ biết ăn thôi. Nấu và rửa bát là phận sự của người khác. Trời ơi, ai chửi thì mỏi miệng người ta, tao chịu. Ai như mày đồ gàn. Em gàn đó. Giọng nó y như bà cụ non à. Mới 17 tuổi mà tư tưởng già khòm như bà lão 80. Cái người ta giữa thời đại vệ tinh này mày núng nín trong bộ bà ba ống rộng, cô chồng nó quái gở làm sao đâu á. Có rảnh không? Rảnh làm gì? Đem cái tư tưởng của mày ra nắng phơi đi. Có bộ nó đóng móc cả lớp rồi đó. Kệ đó, tư tưởng cũ vậy à. Mà biết nấu cơm á, còn chị mới quá mà không biết nấu cơm. Đồ hư hỏng. Tao làm gì mà hư hỏng? Nếu không hư sao chị gắn chơi này. Chị thách tôi hả? Sẽ mét với ba liền á. Vì sợ chị bị đồn cho nên em im lặng thôi cho chị hay à nha. Con mày nha, chắc hôm rày mày thấy tao gặp với thằng Hoài, thằng học sinh đệ nhị của trường Nghĩa Phương, rồi mày nói tao thương hả? Nếu chị thương thật sự ai thèm nói làm chi. Tuổi con trai của lớp 12 á đều được gì chiếu cố cho nắm tay. Có khi thì hãy mắt rủ nhau đi chợ, khi thì bơi lội. Lúc vô rạp phim đây chỉ xem danh dự của ba mình thật là nhẹ mà. Vậy mà chị còn cười nữa hả? Chết cha rồi, cái nồi cơm khét rồi. Ê, chạy xuống bếp làm chi vậy? Sao mà ở đây chạy mướn nữa? Được, nhà này được lắm á nghe. Ông ở đâu vô đây làm cái gì kỳ quá vậy? Coi nhà. Ai cho phép ông vô đây coi nhà? Tấm bảng đó. Bảng gì? Trời ơi, cái bảng cho mướn nhà treo trước cửa rồi, cô không thấy hả? Ít nhất ông cũng phải biết gõ cửa trước khi vào nhà chứ. Xin lỗi cô nghe, tấm bảng treo trước cổng không có để chữ gõ cửa, chỉ để có mấy câu nhà cho mướn, coi nhà từ 11:30 đến 12:00 thôi. Ông mướn nhà tôi để ở hay là làm mặt bằng để kinh doanh? Để làm tiệm bán thịt chó. Hả? Hả hiếc cái gì? Tôi nói cho cô biết là thịt chó ngon, người ta thích thịt cầy, giá rẻ hơn so bất cứ thịt nào. Đi chỗ khác thay vô chỗ đó, bàn ghế khách lay lay nhậu đến chứ thịt cầy. Ông có điên không? Anh nói lạ lùng chắc ông bình tâm thầm. Nè, ông có điên không? Bây giờ mình dẹp cái bàn thờ này qua bên, rồi mình xây cái chuồng chó lại là xong ngay. Trời ơi, bàn thờ của người ta vậy mà không kêu dẹp qua một bên để xây chuồng chó à? Xin lỗi cô nghe, nhà tôi mướn, tôi muốn làm gì tôi làm, cái quyền của tôi mà cô. Nhưng mà tôi chưa cho mướn. Vậy chứ cô để cái chữ mà cho mướn nhà trước cửa là sao? Tôi để vậy mà tôi chưa cho mướn. Còn riêng phần tôi cũng mới có ý định vậy thôi chứ tôi chưa mướn. Chưa mướn thì mời ông ra khỏi nhà. Chưa được. Tại sao? Bởi vì tôi có ý định thì ý định của tôi nó tới đây là cái quyền của tôi muốn nói sao tôi nói, tôi mới tính toán vậy thôi. Tại sao cô cấm cản tôi, cô chạm quyền tự do tính toán của tôi vậy? Cái giọng nói ông này khó nghe quá à. Tôi không cho những người như ông mướn nhà của tôi đâu. Cảm phiền ông đi mướn nhà khác đi. Nói vậy là đuổi hả? Vậy là kể như tôi bị đuổi ngọt sớt. Trước khi tôi vô đây tôi nói không có được là không có được, mà nó dám cãi cha tôi. Nó nói được. Nó lại. Nói là cái thằng gõ cửa đó. Thằng nào vậy? Mời vào. Dạ chào cô ạ. Mời ông ngồi. Dạ cảm ơn. Nga ơi, có khách nè. Trời ơi, tức ôi là tức, chuyện khó tin nhưng có thật, chuyện lạ tại đây nè. Chuyện gì đó anh Tư? Mày nghĩ thử coi nè, mày gõ cửa thì tao mời mày vô, còn tao gõ cửa tao mời tao ra. Lạ không á, tức không chứ? Vì ông mất lịch sự và kiếm nhà. Xin lỗi con ngàn em tôi đó, em ruột đây nè, đại quý đó. Anh Tư, nè, em mới có gặp. Thiếu ta, trời ơi, chúng ta được muốn đại. Ừ, em thiếu mới ta, có trung ta, trời ơi. Trung tá không biết đâu, cô chủ đây là thuộc người biết chuyện, trung tá muốn gì cứ nói đi đại ta. Trời ơi anh thiệt à. Thôi ông ơi. Dạ xin lỗi cô, anh tôi có cái tánh trào lòng, nếu mà nay có lỡ lời đó thì tôi xin cô tha lỗi cho nha. Mai ghê à, nếu mà ông không cản nha, chừng 5 phút nữa ông không còn lên tướng à. Dạ anh tôi bị bệnh tâm thần. Dạ cô khi khùng khi nổ cơn điên. Vậy chắc không có lúc nào ông tỉnh à. Mày tật lớn không bỏ à, thế có ghê là mày hạ tao liền. Dạ nước đây, dữ không á,
đợi khách gần về mới bưng nước ra. Xin lỗi, nước gì, bia hay là nước ngọt? Mời hai ông dùng trà. Rồi trúng bánh lớn. Hai ông vào đây có chuyện gì vậy? Tôi vô đây để mướn nhà. Mướn nhà? Đủ tiền vô trước không? Chừng bao nhiêu thưa cô? 2 cây. Dạ, đưa trước có 2 cây à. Theo tục lệ thì cho mướn nhà đó gọi là tiền văn. Hết mướn nhà đã đủ 2 cây, còn tiền mỗi tháng là 200.000 đồng. Thế đầu tháng à, một tay là phải đóng nha. Trời là binh nghiệp lương bóng có bao nhiêu, nhưng mà tôi cũng ráng đủ số cho cô. Mướn cho được để anh tôi ở nhà. Chi liền tiền đi, đặng làm giấy tờ chứ. Trời má chứ chị, tao có quyền cho mướn, vàng đâu đưa đây. Nè nè, để anh em tôi về mang tiền làm giấy tờ nha. Bây giờ tôi chào hết tất cả, chiều lại làm giấy tờ xong là tôi làm liền cái chuồng chó nhốt chó tại đây đó nha. Chào nha. Ê Nga Nga. Dạ. Nói nghe nè. Gì chị? Chả đẹp trai chứ mày. Ai biết? Vẫn còn đẹp trai như thường. Ai nói ông vậy? Ủa, vậy cho cô nói ai đẹp trai? Tôi nói ông kia kìa. À, phải rồi, mấy thằng bán thịt chó làm gì đẹp trai. Thôi tôi chào mấy người nghe, chiều tôi làm cái chuồng chó rồi tôi đóng tiền luôn đó. Nga. Dạ. Nói nghe nè. Cái gì chị? Sao tao thấy mày cười với chả hoài? Cha nào cha man man hả? Đâu phải chả kia kìa. Trời ơi, vậy này nói bậy hoài à nghe. Tôi không có cười vậy đâu à. Chị mê chả chị cười thì có. Ý nói về kìa Nga ơi. Nha. Dạ. Ê Nga. Gì vậy chị? Mày thấy chưa? Thấy mày gì chị? Thấy má của mình chưa? Trời ơi, bữa nay má mặc mô đen dễ sợ. Trời ơi, má lớn tuổi rồi, ăn mặc mà đu đòi coi kỳ quá. Chứ ai như mày ăn mặc như là bà cụ non luôn. Chị. Con Nguyệt, con Nga đâu rồi? À, quên nữa chứ. Con Nga đi học, còn con Nguyệt đi cine. Nó có xin mà quên. Em yêu của anh. Dũng, sao anh gan quá vậy? Ba tuổi nhỏ sắp về đó. Hăm dọa anh chi vậy? Ông giáo đi lấy thiêu, anh điều tra kỹ rồi. Bản mặt lấy vợ người ta mà nói chuyện em tỉnh bơ. Em để câu đó cho người ta nói. Em nói câu đó tội nghiệp anh. Đùa với anh cho vui vậy chứ. Ba sắp nhỏ đi lái thiêu, tối mới về. Anh biết. Anh biết bây giờ nó mò tới. Trời ơi, không phải tặng nha. Bữa nay em yêu của tôi mặc đồ mũ đen cho ô dùng kỹ trẻ lại hơn 15 tuổi đó nha. Dễ thương quá. Vẫn ổng mới dám mặc thế này đó. Ổng mà thấy được ăn diện như vậy là ổng la đầy dữ lắm đó. Trời ơi, ổng lậu dữ vậy đó hả? Nè, hứa mua đồ cho người ta đâu. À, chết. Cha, trời đất ơi, xin lỗi em nghe lu bu công chuyện quá rồi, thành ra là chưa có dịp mua cho em được. Như vậy là anh liều lĩnh đến đây làm gì? Để bàn tạo sự nghiệp cho em. Sự nghiệp gì? Mở quán bia ôm là tôi cương quyết chối từ đó. Mở quán bia ôm chia cho nó mang tiếng. Nè, mua bán đồ du là ngon. Đồ du? Đồ du là đồ gì? Cái đồ ăn cắp ăn trộm đó. Bán đồ đó là lời ngon. Lời hai vốn bỏ ra chỉ một. Nghề dễ kiếm ăn hơn cái nghề thầy giáo của chồng em. Gửi đức dù là nguy khác chí hòa, kêu tên kêu họ, chừng đó chưa chắc rằng anh lùi tới kiếm thăm em. Làm ăn để cho đức dù là tuổi mới học tuổi gà mơ. Còn anh trưởng tháp đầy mình, yêu chi lớn em đừng có lo. Anh dẫn em đi làm quen với các tay nhà nghề trái cho. Em có dễ kề vai, đu đơn đùa vui. Khi xa giữa trận mê hồn, rồi họ sẽ mở rộng cửa ho. Chừng đó em tha hồ dù, họ lo sáng cho bước em đi. Làm những điều dễ vào chỗ hư thân. Ban đầu có dễ kề vai, rồi sao sẽ trao thân cho họ. Con đường ấy rất gần, chỉ trong gang tấc mà thôi. Anh đâu đến đổi quá ngu si, không ai cướp cột cưng của anh được. Đó chẳng qua là trong lúc làm ăn em lợi dụng. Em sợ họ làm ấu lắm anh ơi, em chẳng dám làm đâu. Anh hai, vô mau hai. Đó, thấy chưa, bắt gặp quả tang đây nè, bắt gặp quả tang đây nè.
quả tang rồi, bắt quả tang rồi. À, mới về nhà thì đã có khách liền. Dạ thân ái chào ông. Dạ chào bà. Dạ rồi, được kém duyên lắm. Ủa, vợ của tôi đây mà. Vợ tôi đâu có ăn mặc kỳ quái như vậy. Tận thế rồi, tận thế rồi. Nếu con gái tôi mà có thấy mẹ nó ăn mặc lố lăng như vậy á, trời đất ơi, không hiểu cái nỗi nhục nhã tới mức độ nào. Má ơi, má, má ơi, con nghe nó. Chà. Nguyệt, nè, mày bắt trước cái quân nào mà ăn mặc quái gở vậy hả? Quỷ hiện hình ở trong nhà này rồi mà. Trời ơi trời, trời sập xuống cho chết hết đi ông ơi. Anh này, giờ này có chuyện quan trọng hơn là chuyện ăn mặc lố lăng của vợ con anh. Chuyện vợ anh ngoại tình nè. Kìa kìa, nó chạy, nó chạy. Chạy đâu vậy ông khách quý hả? À, thì tôi bận công chuyện, tôi phải đi, đi đâu? Uống cà phê. Ủa mà, ông vô đây làm chi vậy? Dạ thưa. Dạ thưa ông giáo. Ông vô đây lấy vợ của người ta nên ông nói không suông lời cũng phải. Ông và chị dâu tôi làm trò tồi bại gì trong nhà này hả? Không có quyền nhục mạ tôi. Có, anh hai, anh có tin thằng em của anh chưa? Vì tin vợ anh quá nên anh lầm, không thấy vợ anh đã thay lòng. Từ lâu ngoại tình anh vẫn không hay. Mỗi lần đi về về anh đều thấy chị hai em ăn mặc hết sức là gọn gàng, không hề kiêu cách lố lăng. Thế cơm nước lo rồi thì già già dần dần, đêm nào thì bà cũng ở cạnh hai con, lâu lâu mới có một lần xin đi coi hát cải lương. Chỉ đã làm những việc phản bội lại anh lúc anh ở nhà trường để đám học sinh đó. Nè nè nè, chú đừng tài khôn ra mặt thầy đòi dạy anh chú đó. Lớn rồi, già rồi, gia đình ai nấy lo. Giá lại tôi cũng chẳng làm điều gì tác tệ hết. Nè, cái lối ăn mặc của bà cũng chứng minh lòng dạ của bà rồi, bà biết chưa hả? Những người ăn mặc kiểu này đi lên khơi ngoài đường đều là ngoại tình hết hay sao? Vô lý quá. Vô lý chứ, tôi có bằng chứng đây. Gì? Bằng chứng? Bằng chứng đâu? Đây, hồi nãy tôi vừa bước vô, tôi thấy cái thằng này nè, cái thằng mập này nè, nó ôm cứng chị trong tay. Tôi hỏi chị có hay không? Không có. Sự kiện xảy ra trên chiếc ghế này. Chú đừng phao vô tôi bằng cách tạo ra bằng cớ. Hay chú ghen vì chú thấy tôi thân mật với người ta, tôi sẽ thưa chú về tội mà lì công khai. Nè, chú thấy rõ ràng hai đứa nó ôm nhau à? Hay là chú chỉ thấy mập mờ rồi chú không bé ra to? Chị hai của chú ăn mặc đua đòi, con hai đứa chồng nồng không lẽ bá hư. Trời ơi, đến nước này mà anh vẫn còn tin tưởng chị hai son hai. Anh hai, tôi giữ thằng này. Anh đi mời công an, đi đi, mau đi, mau đi. Ừ, thì cứ mời công an đi. À, chị Thanh ha. Này, anh kia, anh thú nhận tội lỗi đi. Anh hai của tôi sẽ cho anh tự do ra về. Án tù sẽ đến với anh chắc chắn nếu anh chờ công an đến. Thú thật đi. Anh nói đi. Thú thật đi. Vợ tôi thương anh phải không? Có không? Có không? Tại sao không nói rằng, anh không nói rằng không có gì tất cả? Tại sao không nói rằng vợ tôi bị nghi quan? Anh hai, tội cho anh tôi. Anh hồi hộp nhìn cửa miệng tên này mất máy. Anh mong mỏi nó buông ra hai tiếng. Không có. Dù rằng anh biết nó nói dối. Phải vậy không anh hai? Chú ơi, sự thật, sự thật tàn nhẫn sẽ làm cho tôi tan nát con tim. Chú buộc anh biết sự thật để làm gì? Thà để anh mù, anh biết còn hơn. Tội kia do ai? Bởi do anh, để chị của em bà xin không âm nữa lòng. Khóc đi anh hai, cho trôi cay đắng, cho hết khổ đau. Đang ứ nghẹn trong lòng không lối.
anh kia về đi hả? Anh tha cho nó sao anh hai? Nó phá gia can anh mà. Đó, anh coi đó, nó lặng lẽ đi không cảm ơn anh nửa lời. Anh quản đại không nhầm chỗ anh hai à? Mình à, người đó có gì đặc biệt mà khiến cho mình phải phản bội tôi vậy? Anh khéo hỏi, thì người ta có tiền cho nên vợ anh phản bội anh chứ gì? Đúng, đúng 100%. Tôi không giao hết tiền lương của tôi cho mình chi phí hay sao? Đồng lương của ông là đồng lương thiếu trước hụt sau, không đủ xây xài trong gia đình mà. Anh hai, anh nghe chưa? Anh đã hoang phí lòng chung tình của anh đã hoang phí giọt nước mắt của anh. Tại sao anh chưa chọn được một hành động thích nghi? Nè, chú xúi anh chú làm gì? Loài người hơn loài vật là nhờ có lương tâm. Bà đã thiêu đốt lương tâm trong lửa hôn mê mà trở thành một con vật. Dứt khoát với bà, giờ phút này là vừa dặn lắm rồi. Ly dị đi, ra khỏi nhà này tôi thoát khỏi ngục. À, ở với tôi là bà ở trong ngục mà. Còn hơn nữa, trọn tuổi trẻ của tôi bị niêm phong trong bảo tàng viện. 17 tuổi lấy ông rồi bị cấm cung, bị làm mái đẻ và làm tôi mỏi cho ông. Ăn không cho ăn ngon, mặc không cho mặc đẹp, suốt đời chỉ biết nấu cơm, giặt giũ nuôi con. Giữa lúc ngoài đời còn biết bao nhiêu thứ vui khác mà ông cấm nhạc không cho tôi. Tôi hướng những gì trời đất đã ban cho, tức nước dở bờ đón là lẽ đương nhiên. Đời tôi giao trọn cho bà, bà chưa có lòng sâu, còn ước muốn những gì mà bà phản bội tình tôi. Làm con người ai lại chẳng ước mong có thế giới đẹp dưới chân mình. Tôi yêu thương vợ tôi với tất cả tâm chân tình, đó không phải là thế giới đẹp dưới chân sao. Biết nơi nào là bờ bên của thế giới đẹp xinh. Chị nói vậy, mãnh lực đồng tiền nhu cầu của tiện nghi làm cho chị đuôi mù sanh ra hèn hạ phải không chị? Đồng tiền không làm đuôi mù ai đâu. Mắt bị mờ có tiền mắt sẽ được sáng. Như vậy ông phải nói tiền tạo ánh sáng cho loài người mới đúng chứ. Ánh sáng của đồng tiền phi pháp là ánh sáng của ma trời để nhát người lương thiện. Ánh sáng chiếc đèn bấm của tên trộm, ánh sáng ngọn đèn mờ trong gian phòng con khỉ bán dâm. Bà phải tắt ngay những ánh sáng ấy đi. Tham vọng của bà đã làm mờ tấm gương tâm thức. Tôi cho bà có quyền sắp xếp việc ly dị. Gì? Ly dị à? Gọn lắm. Hai đứa con tôi nuôi, nhà bán chia hai, của chồng công vợ. Con tôi nuôi, tôi cho bà căn nhà này luôn. Tôi nuôi con. Bà cướp con tôi. Coi chừng bắn bà nát sỏi bây giờ này. Anh làm gì kỳ vậy? Thằng nào không dám bắn tao chết, tao khinh thằng đó lắm. Buông ra, tao giết nó. Anh hai, anh đã rơi vào cái tầm thường của thiên hạ rồi đó. Tại sao lại mày tao với vợ? Khéo đóng trò. Anh hai, đừng nóng, ngồi xuống đi anh. Chị hai à, chị đừng tưởng anh hai không dám giết chị. Trong lòng ngực của anh hai có sự phản ứng chậm nhưng mạnh liệt. Chị đừng thách đố. Lưỡi chú còn độc hơn lưỡi rắn nữa. Chú nói câu đó là chú xúi anh chú giết tôi phải không? Đâu phải vậy chị hai. Em muốn gia đình chị đủ đầy hạnh phúc mới phanh phui ra sự việc này đấy. Em muốn anh hai đau đớn một lần thôi, và hy vọng chỉ càng suy mà càng. Tốt quá, chứ không phải chú muốn phá gia can của tôi hả? Đứng dưới chân núi ngước nhìn lên đỉnh, người quá sợ không ước lượng được chiều cao của núi.
Nhưng khi leo đến tận cùng đến khổ đau, người ta đâu còn e ngại đau khổ giết chết tâm hồn. Anh phải xem tình vỡ tan là chuyện tâm thương, dẫu anh có khóc cho cạn hết lễ và nua tình thấy này cũng không thể đổi thay. Thôi thì anh kể như chuyện sang ngang, anh bị đắm đò phải giới hạn đến đâu đến chừng mức. Suốt thời gian sẽ hàn gắn vết thương, lòng lành lại nẻo ấy anh đi vào nẻo để thấy đường. Được vậy thì tốt, ra trước chính quyền mọi việc sẽ êm xuôi thôi. Anh hai, giả sử như trước pháp luật chị hai không nhận tội phản chồng, anh lấy cớ gì để mà ly dị chứ? Khỏi lo chú Út à, con này đã đến lúc liều rồi. Tôi làm giấy nhận tội ngoại tình tại đây, cho anh chú có bằng cớ ly dị, tôi viết đây. Anh hai, anh nhìn bút trong tay của chị hai chạy thoăn thoắt trên mặt dây trắng, chảy ra những dòng máu đỏ làm xe thắt lòng anh. Anh cảm giác ngồi bút kia là máy chém, nó bầm, nó sát trái tim anh đã từng mảnh dũng. Đây, tờ tử thuốc viết xong rồi đây, cầm lấy. Ba, ba má ly dị nhau rồi, chúng con phải theo ai vậy ba? Hai con theo ba. Ba, chúng con phải bỏ má sao ba? Các con phải theo má. Tụi con làm sao bỏ ba được? Chỉ có ba mới giáo dục hai con nên người được. Hai con theo lũ ngoại tình chỉ biết dạy hai con vào đường hư hỏng mà thôi. Phải nói nhiều, cứ ra trước chính quyền tự hai con tỏ bài im, không ai có quyền dừng dành con trai. Trời ơi, con tôi có tội gì? Đứa nào con theo ba, đứa nào ứng theo ma. Sẽ tùy vì hai con mà giải quyết. Con muốn là con bỏ cô ba. Chuyện kinh trong gia cơn, con biết cô sẽ chê cười. Phải, anh vui ra thì nhục nhã lắm con ơi. Ý con à, tôi biết lâu rồi, nó con thương ông, tôi giao nó cho ông. Còn con quyền mà tôi lạnh nó giữ người. Má, vậy là con phải xa em con sao má? Con thương em con, con không muốn xa nó đâu má. Các con muốn sao bây giờ đây hả? Ba, ba ơi, con muốn má ba đừng ly dị. Chúng con được gần má và cũng được gần ba. Hai chị em con cũng coi cách xa. Trời ơi, nhưng mà má con đã phản bội ba rồi. Má con không còn thương đến hai con nữa. Dù thương hai con, ba cũng quyết lòng ly dị. Ly dị để thỏa mãn ba lúc ghen hờn căm tức. Nhưng khi dứt đường duyên là dứt cả đường thương của hai đứa con. Tưởng tượng cảnh chia lìa Nam Bắc, chắc tim ba cũng lạnh ngắt như tờ. Khoảng như mà ba dứt tình chồng vợ, con thì theo má, còn em Nga thì phải theo ba. Ba, rồi những buổi tan học ba về nhà, cạnh mâm con thiếu má già thiếu con. Ba má cháu sao chú? Tình thương con của anh hai
có tiếng hiệu hơn là lời khuyên can của chú. Hoa đã lỡ bước vào đường tối lùi, xin ba thứ ta cũng không có thiệt thòi chi mấy, mà sao má chẳng chịu buông lời. Mơ ba ơi, xin cho hai con đã quá nhiều rồi, thì xin lần nữa dẹp đi tự ái. Xin lỗi ba con, chắc rằng ba sẽ thứ tha. Nếu má nhất định hai con đành phải chịu, nhưng tội cho hai con vô cùng khó xử. Theo ba thì phải xa má, còn theo má thì phải xa ba. Đằng nào hai con cũng phải chịu xót xa. Ba, ba đừng dán mắt vào tờ thú tội ấy nữa ba. Tôi tự nhận có ngoại tình và chồng tôi có bắt gặp quả tang, tôi bằng lòng ly dị. Trời ơi, ba, ngày xưa con phạm tội, ba lỡ đánh con làm rơi rớm máu, ba khóc rồi ba mua thuốc xoa bớt chỗ làm rơi. Con đau, con nhăn mặt, ba đau hơn con, ba càng nhăn mặt nhiều hơn. Và ba thề là từ đó ba chẳng đánh đầy con, tình thương con nặng nề như thế ấy. Có lý nào ngày nay ba chẳng thương con sao ba? Hai con ơi, nếu ba không nặng dai bằng tình thương với con, ba không giải dầu xin kể đồng đầu lời cay tiếng đắng chua, để ba có được tiền về nuôi con mấy năm. Ba thương con mà, ba sẽ ban tặng vậy kia, thu nhận lỗi lầm đầu tiên của má con. Ba hãy con vô cùng tế bạc, không buồn nhớ kỷ niệm xa xôi từ thuở trước khi hai con mở mắt chào đời. Tình thương con là sợi dây bền chắc thắt tình chồng vợ chẳng xa rời. Nhìn hai con bu tay bút măng quơ quơ cảm má mẹ, ba thương hai con bao nhiêu thì càng thương vợ bấy nhiêu. Cả trời hai con sổ mũi ấm đầu, má nhìn hai con lo âu sợ hãi. Ba nhìn má hai con thương hại, hình ảnh ấy ngày nay má hai con xóa bỏ. Và con cái rã rời, không ai tránh được sự khổ đau. Ba, con ba biết vậy, nhưng làm sao không ly dị khi má hai con không còn nghĩ đến ngày em đẹp của thời xưa, khi ba con theo nề nếp ông cha, khi lòng tự trọng của ba bị hoàn toàn thương tổn. Còn nếu ly dị, trời ơi, thê thảm quá. Chưa ai chết nhưng mà tóc tan cả mái nhà.
ngã qua màu tuyết. Bây giờ vàng hai con để ba được sống sống cho điên ba trong sao. Như vậy là anh ích kỷ lắm, nhất là ích kỷ với các con của anh là việc không nên làm. Anh hai à, anh hãy hủy bỏ giấy chị hai viết đi anh. Chị hai thú nhận vì tự ái chứ không phải vì hết thương anh đâu. Có phải vậy không chị hai? Rồi ông hiểu sao ông hiểu? Còn chị có bằng lòng với ý định ly dị không nè? Tôi sao cũng được. Nga dạ. Lại xin ba tờ giấy đó đi cho. Nè chị Nguyệt, xé đi. Hai chị em mình xé tà áo mây mù cho ba má xung họp. Ba má xung họp. Thôi mà ông bà giận gì nữa không biết nữa. Nhìn nhau cười một cái cho vui cửa vui nhà coi. Cười 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 coi. Như thầy cười. Như thầy cười. Ai biết đâu, nghe thầy cười tôi cười theo. Lão ồ. Nè. Sao? Tôi hỏi thầy nè. Như vậy? Thầy có bảo đảm với tôi là nàng đẹp không? Trời ơi, thầy ra từ đó giờ tôi nói cái gì gà ông không tin hết trơn phải không? Đây nè. Nếu mà nàng này đó, cái sắc đẹp nàng này mà giữ cuộc thi hoa hậu thì tôi chắc chắn cỡ mà tay thi qua tay thế cũng về gì. À, thôi thầy ơi. Ngán thầy quá mà. Sao ngán? Tôi sợ thầy quá mà. Làm gì sợ? Tôi mong lần này thầy nói đúng lời. Mấy lần trước tôi chi tiền ngọt quá mà, thầy cho tôi hưởng toàn là thứ gà kẹt gì đó. Cơ sát kèo kèo. Lần này con cũng thấy giáo cao cảnh ngon lành. Bảo đảm với ông không phải dân trâu sông nạt chợ những nước đâu. Như vậy thì được, dẫu xài mà kiểu chơi gái ngồi thì tôi sẵn sàng gì. Hai cái con nhỏ này là cháu của tôi, còn má tụi nó là vợ tôi. Ủa không không, má tụi nó là chị tôi. Dạ chào chị. Hả? Chị nào đâu? Dạ em nè. Em là Dũng nè. Dũng. Em trai của chị nè. Dạ đây xin trân trọng giới thiệu với chị, đây là bạn em, ông Nam Thái buôn bán á phiện lậu. Dạ. Trời ơi, thầy hai ơi, thầy hai. Sao? Trời ơi, thầy tính bỏ tù tôi hay sao mà thầy giới thiệu vậy? Thì bán á phiện, ta nói bán á phiện cái gì mà bỏ tù? Dạ, tôi rất hân hạnh được biết ông chủ buôn á. Dạ, tôi cũng hân hạnh được quen với bà. Ông dạy quá lời. Dạ. À, thằng em ma mảnh kia còn thuốc không? Cho chị điếu coi. Ê, thuốc hả chị? Ba số để coi. Dạ, có. À, này có. Dạ, xin phép mời bà. Ba số 5 đây nè. Em tẹt, thơm lắm. Đó, đã bật lửa rồi. Mời bà chấm thuốc thì. Còn điếu nào cho điếu coi. Trời ơi, gặp ông hoài vậy ông. Trời ơi, để tao nói chuyện. Ông ga lăng lắm. Mời ông vô nhà. Tiếp khách sau hè nhà bất tiện lắm. Nhưng mà tiện lợi mặt khác. Xin ở đây trò chuyện với bà mà. Chị hai à, ông Năm Thái ông muốn hùng với chị đi một chuyến. Mai ra lời kha khá tiền. Ơ kìa, tôi đâu nói hùng hạng chi đâu. Sao thầy hai nói vậy? Tôi không hiểu thế nào. Ông Năm Thái ơi, ông đừng có lo sợ. Chị hai tôi có vô liếm đồ chày. Tôi đứng giữa tạo dịp cho hai người quen biết nhau mà tính chuyện làm ăn. Nếu được ông giúp đỡ cho tôi đi buôn như vậy, tôi sẽ chịu cho tất hết mọi bề, thỏa mãn cho ông mọi ước nửa cầu và nhận nơi đây lời thành thật cảm ơn. Chắc là ông Năm Thái đã nghe rõ, chị tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu. Nếu ông bằng lòng cho chị hộ phát một chuyến đi, ông một tiếng đi cho chị được an tâm. Lệnh bài từ nha phiến bây giờ quá ngặt, rủi ro một chuyến là nát cửa tan nhà. Thôi chào thầy hai và bà giáo tôi về, xin hẹn ngày khác sẽ gặp lại nhau. Dạ, ông cứ tự nhiên đi thẳng vào nhà và ra về cửa trước chồng tôi vắng nhà. Dạ, bà cho phép. Gì? Bảo đảm an toàn hả thầy hai?
Trời ơi, số 1 yên tâm, anh thua mình hơn nè. Chị đây, bây giờ muốn dở trò gì nữa đây hỡi ông Ma Mạnh? Muốn bán đứng tôi cho tên quân ác huyện Lậu Nam Thái phải không? Bậy. Anh nói thật với em đi, nếu mà giả đến với ý định cua em là anh cười với giả mạnh. Còn chơi hết thôi mà. Đằng này là giả xin cưới cô Nguyệt. Hả? Ừ? Cưới cô Nguyệt? Ừ. Sao? Ông cưới cô Nguyệt là tụi mình đỡ khổ rồi sao em lại cười? Tôi đang cần 2 triệu đồng để trả nợ, mà chính chồng tôi đứng ra bảo lãnh. Cũng vì 2 triệu đồng đó, thằng này mới dẫn Lão Nam Thái đến đây. Sự nghiệp vốn liếng cả đức hạnh tôi cũng tiêu tan hết vì tay anh. Nghĩ lại xấu xa tồi bại quá. Bây giờ anh biểu bán đứa con Nguyệt nữa phải không? Anh Tư, anh Tư. À, anh về kìa chị Nguyệt ơi. Anh về thì anh về, mày làm cái gì nhảy cỡn lên vậy? Và nhớ có thương cũng làm bộ nghiêm, đừng có để họ thấy cái tẩy của mình họ khinh, biết chưa? Mày đi đi, mày đi chỗ khác đi, để tao làm bộ nghiêm với anh chả. Anh Tư ơi, anh Tư. Em làm bộ nghiêm cho, chị vô đi. Mày vô đi, để tao làm bộ nghiêm, vô, vô. À, Nga, vui vẻ chứ, có quà cho Nga nè. À, con búp bê đẹp quá, Nga cảm ơn chú lắm. Con còn quà của chị Nguyệt đâu? Tại con búp bê này giống Nga, tôi nhớ Nga cho nên mới tặng cho Nga thôi. Chú nhớ em thiệt hả? Ô, thích quá. Kêu chú mà xưng em, coi bộ con nhỏ này lộn xộn dữ rồi nè. Nga còn nhỏ quá à, Nguyệt bắt mẹ làm gì? Bộ chú tưởng em còn nhỏ lắm hả? Lớn rồi nha, nói cho chú hay á. Được quá rồi, thôi vô nhà đi, nói nhây quá ha. Không vô. Không vô tao giật búp bê à? Giật à? Nguyệt em vô, em vô. Không tặng cho Nguyệt cái gì sao? Người ta đã tặng quá nhiều rồi. Người ta tặng cho tôi cái gì đâu mà quá nhiều. À, chắc ý anh muốn nói là người ta tặng cho tôi một cơ thể dồi dào sinh lực như mẫu người hùng đẹp kia, hay tặng cho một trái banh lông. Nè, kẻ này cũng sạch văn chương lắm nha bạn. Đừng có buông giọng cầu cao, tú tài toàn phần nè, mà triết một cây xanh dần. Hiện sinh phi lý chắc bạn rành, cuộc đời vừa ngắn ngủi vừa chán ngấy, như chiếc áo chiếc quần màu xám xịt của bạn. Nó cứ màu xám mãi mãi ngấy chết đi được. Bạn có ngấy cuộc sống của loài người không? Xin cho tôi 2 chữ bình an. Đấy, sao lại có vẻ thẫn thờ? Trễ mất. Phải sống cho kịp với tốc độ của ánh sáng mặt trời. Nè, tôi đang cần bạc tên em. Có thể là bạn, đồng ý chứ? Thêm một lần nữa cho tôi xin 2 chữ bình an. 2 chữ bình an. 2 chữ bình an mà hang cùng ngõ hẻm nào cũng có nhân tình. Hình như là thằng cười của cô thiếu duyên dáng. Nè, tôi lưu ý cho bạn điều này nhé. Chưa có gã đàn ông nào được tôi chiếu cố sâu đậm như thế. Đừng có hắt để tiếp nhận cảm tình của tôi. Cô nói hơi nhiều quá. Nhiều hả? Vậy giờ tôi nói ít nè. Nè, nói ít nha. Nói dọn dẹn có 3 tiếng nè. Nói đi. Tôi ghen anh. Hả? Cô ghen tôi? Ôi trời ơi, trơn trẻ. Cười giữa lúc người đối thoại chân thành và nghiêm trang là vô phép. Tôi cũng nghiêm trang hỏi cô, ghen thật hay là ghen giả đây? Sáu đời như anh không phân biệt được giả chân, tôi cho đó là điều vô cùng lạ. Tôi mà kiếp giang hồ mặt biển trên sông, đời sống thiếu mặt là không thứ tự đưa sao. Dấp hạnh nhiều dễ sinh mặc cảm với thế nhân, nên thấy mọi sự đời đều giả như mắt tôi. Nghĩa là anh chỉ thấy nơi tôi một cô Nguyệt lãng mạn, người đời trong thác loạn mê. Gần như vậy vì có sức thôi miên quá mạnh liệt của yêu cuồng sống dội, đã hút trọn người của cô vào cơn nóng bỏng hai hùng. Trái cả cảm tình, trái luôn cái duyên ý nghĩ của cô gái đang lứa tuổi dậy thì. Cô là hạng người nhìn đạo đức bằng một thái độ, một sự khó bao dung. Tôi sống tự do phóng túng mà. Có. Thích chế ngự. Dân. Có. Nhưng đối với tình yêu khác hẳn đến trái ngược. Không thích chế ngự mà thích được chế ngự. Thích khuất phục trước một người đàn ông sành đời hơn tôi, tài hơn tôi về mọi mặt. Anh hiểu chưa?
người con gái thích được ái tình sai khiến hơn là sai khiến ái tình. Nếu anh muốn hiểu tôi, anh hãy tìm nước rửa sạch cái mặc cảm của anh đối với tôi đi. Mẫu người như cô chỉ xem đàn ông chúng tôi như trò đùa, chỉ mang theo trong những lúc cần thiết và cao hứng. Chúng tôi chỉ có quyền đục mát trong quãng đời tình ái của các cô cho đến ngày cuối cùng. Tôi hiện giờ là cái bóng hình cần thiết cô cần mượn để ngang qua cuộc đời. Sau cuộc hành trình đó, cô ném tôi vào quá khứ như những kẻ khác. Tôi không ưng làm trò đùa tình ái giai đoạn của cô đâu. Tại sao anh không chịu mở mắt to ra để nhìn thấy tình tôi đối với anh vượt khỏi lãnh vực dục tình, nhảy sang mảnh đất yêu đương thuần túy? Tôi không thể thấy được như thế. Tôi chỉ thấy được thẻ đời của cô không bao giờ được ghi nghề nghiệp nội trợ. Dù anh chối quanh, tôi cũng đã thấy anh yêu tôi rồi. Sao? Anh đã yêu tôi rồi. Tôi yêu cô. Tôi yêu cô à? Cô nói để che đậy sự thẹn thùng phải không? Bây giờ tôi càng thấy rõ hơn là anh đã yêu tôi thật sự. Không bao giờ. Có. Anh Khải, tại sao anh không can đảm nói rằng anh đã yêu tôi? Tôi đã bảo rằng không bao giờ. Tôi tạm thời thua cuộc vì tôi đã dạy dỗ cho anh biết cõi lòng của tôi trước. Nhưng tôi cương quyết với anh, tôi sẽ thắng anh sau này. Tôi đi. Khoan, cô sẽ thắng tôi à? Và anh cũng đã thắng tôi. Như vậy cả hai đều thắng, vậy ai bại? Kẻ bại là em. Ồ, Nga. Nga nghe hết chuyện rồi à? Trả búp bê lại cho chú. Trời ơi, kêu tôi bằng chú hoài à, tôi tự ái à nghe. Kêu lại đi, kêu anh đại đi. Ai kiện nữa ha, mà tôi muốn thầy cãi cho. Không được đâu. Sao vậy? Nếu như vậy thì sợ chị của em buồn. Rồi chị ấy hết thương em. Chị mà hết thương em, chắc là em phải đi vô trong chùa. Ở nhà chị này em liên miên bất tận. Đôi khi em cũng hờn cũng giận. Ai về phép có 9 lần? Anh chứ ai?
Anh nói cho biết nghe, anh thì anh luôn à, không có chú nữa nghe, chịu không? Chịu. À, em tính từ ngày khác của anh chi vậy? Nhớ quá, không tính sao được. Ai nhớ? Chị Nguyệt nhớ. Nga có nhớ không? Không. Không nhớ thì sao? Tính. Tính chơi vậy à? Chị Nguyệt thương anh thiệt đó. Anh với chị có duyên với nhau mà. Sao Nga biết có duyên với nhau? Em đi coi bói nhiều chỗ rồi. Thầy bói nói cái tuổi của anh với tuổi của chị hợp, còn tuổi của em với tuổi anh không có hợp. Tội nghiệp cho em gái tôi chưa. Em vô chùa lại Phật nữa đó. Nói cho anh biết đó. Em giái Phật những gì? Em giái Phật phù hộ anh với chị yêu
em hãy đợi vắng mặt anh em nói cho chị em nghe tất cả nỗi lòng của anh cho Nguyễn Thiên. Nếu chị em có thương anh thì hồi đáp cho anh yên lòng sắp xếp chuyện hôn nhân. Vậy em là con thôi có bổn phận đưa tin qua lại. À quên, chút nữa bác trai về đó, em đưa chai Hennessy này nè cho bác, nói của anh kính tặng nghe không. Nghe nói độ này bác nhậu có nét lắm đó, anh đi nghe em. Anh Khải, ba buồn ba cũng nhậu, chị buồn chị cũng nhậu. Bây giờ sẵn có rượu, mình buồn mình uống thử miếng coi sao. À, ngon quá, thử miếng nữa coi. Nha, mày uống cái gì vậy? Rượu. Trời ơi, bữa nay mày đặt rượu chè nữa sao? Đưa chai rượu cho tao. Không, chị cũng uống đó thì sao? Mới học uống mà vô cố xác là cho chó ăn chè đó. Trả chai rượu lại đây. Em cho chị hay tin lạc bẻ có lợi cho chị lắm rồi nha. Có lợi cho tao hả? Nè, trả mày nè, tin chị nói đi. Ăn đã để vô miếng nữa cho rồi mày nói chứ. Nè đi mày. Trời ơi, tao nói có rượu có chất uống hoài. Nè, chị Nguyệt, em cho chị hay một tin à. Mừng nghe rồi thì chị tưởng cho em tin mừng. Mày nói ra bao thường tháng để em cho vô rồi em nói đừng vô thêm nó đòi đi ra vô vừa thôi quần quần say mới là mê xa. Ai chị Nguyễn à, kể từ đây em sẽ nói gương theo người chị cả. Là mình nói gương tao gì? Ta đòi cưới tao hả? Ừ. Quỉnh ra, chó sắp được ăn chè rồi đó. Ê, tôi yêu yêu mất cỡ giùm ông. Anh Khải yêu chị Nguyễn, không có yêu ông đâu, đừng ham. Khải yêu tao à? Tao nhận xét có sai đâu. Cậu ta làm sao với tao á? Bây giờ tao trả đũa. Ê, vô kiếm đổ rượu đi. Mặt đất quay mồng thiên hạ đảo lộn, chỉ có mình tôi đứng vững mà thôi. Mày đứng vững vậy đó hả? Thôi để con dẫn má non vô. Má non ơi, không cần chị sai chứ em đâu có sai đâu mà dẫn. Trời ơi, em mà nghe chừng té. Đáng ghê Nguyệt em, má còn ngồi ở tiệm cơm á, nói chuyện với thầy hai. Nếu tôi về trước bàn với em ngày cưới nè. Ai cưới ai? Ai cưới ai? Tôi cưới cô Nguyệt được không? Sao? Nguyệt ưng ông hả? À, Nguyệt à, Nga có nói cái gì với Nguyệt không Nguyệt? Có. Rồi à, tính sao? Tính vậy chứ tính sao? 2 triệu đồng tiền cưới à, còn nữ trang thì tính riêng. Nghe cái giọng nói của ông á, tụng giọng cho một giọng quá, tôi cho ông phù mỏ ông ra cái sải. À, giờ lịch sử đã điểm ha, đã đến lúc ăn thua. Ngon hả? Tại sao tự nhiên đòi đánh ta phù mỏ cả sải?
nghe hả? Nga có nói gì không? Có. Nó nói anh nhắn rằng sổ đời của tôi không có quyền để nghề nghiệp nội trợ. Ăn thua đi em, qua bảo vệ nè, đừng sợ. Nguyệt à, mà tôi hỏi cô Nga đó có nói gì với Nguyệt chưa? Giống gì hát máy Cà Lâm quá. Nga có nói gì chút cô Nguyệt chưa? Có nói gì cô Nguyệt chưa? Sao giống chị với Cà Lâm quá. Trời ơi, vậy là tôi đã lầm rồi. Tôi thất bại trước sức mạnh của 2 triệu bạc. Nga ơi, người ta như vậy mà em bảo là thật giả yêu anh. Còn Nga nó nói với anh như vậy đó hả? Phải, nó nói con ngựa không thương đã tới ngày trùng bước. Tôi tin lời nên tôi khờ dài ân tình chút. Tôi thô lỗ rằng ngày đầu tiên gặp gỡ chị Nguyệt của em, anh đã bị thôi miên vì sắc dốc yêu. Anh nói với Nga vậy hả? Phải, tôi nói là thân hình thần nữ lôi cuốn tôi như đợt thủy điều. Quay dòng sắc dốc kia được kèm theo một tâm hồn biết cài mỗi ánh nắng. Nga nói anh nhủ lòng thương chỉ của em, sao anh mãi thờ ơ lạnh nhạt. Tôi trả lời thái độ ấy đã tìm ân tình sâu thích của người tự nguyện sống chung đến trọn đời. Nè, tôi thấy chú em giống với tôi không nổi đâu. Vì thiếu khí giới tối tân, đó là 2 triệu bạc Việt Nam. Lòng tôi đã phơi bày táo bạo, làm gì nữa mà anh dò xét. Xét lòng người qua ngôn ngữ, tất nhiên không làm sao tránh được những sai lầm. Sau một thời gian đấu tranh với lòng mình quyết liệt, tôi mới trình bày hết niềm sâu kín với em Nga. Nga nói rằng cô thật giả yêu tôi, quyết chôn quá khứ vào trong quên làng. Còn tôi canh kim giang hồ đã đến ngày dừng đấu để cùng người yêu xây tổ. Em biết tự lòng em để biết thủy chung, em cũng biết dò ý anh đi tìm chung thủy. Em đã chọn anh làm chồng lý tưởng, nên phải lội ra khỏi chúng si mê lầy lùa điên cuồng. Ủa, nó vậy thành ra tôi bị dư sao? Ông Năm Thái, tôi cảm ơn ông đã mượn ông trong thời gian ngắn ngủi để thử lòng người yêu của tôi. Trời ơi, gì vậy? Không cười nha. Vậy hồi nãy giờ xong nó tạch mạch ra, đang có tính với cô ba, một cô chị tôi rỉ của em chứ. Nguyệt ơi, vậy chúng ta thưa sự thật với ba má rồi xin ngài cử hành hôn lễ nghe em. Không được, má lấy cọc của tôi 50.000 rồi. Không được thì thôi, ông làm gì làm đi. Ông làm gì ông làm đi. Đi anh, đi. Cặp kè đi với nhau thấy không? Cô mép má cho bà coi, cô mép má cho bà coi à. Ủa? Ông này là ai vô đây làm gì cả? Tôi là chủ căn nhà này. Hả? Vậy ông là ông giáo? Tôi là giáo xuyên đây. Ông vào đây kiếm vợ tôi phải không ông? Không phải tôi. Dạ. Nè, ông thấy tôi đang cầm cái gì lĩa lĩa trước mặt ông đây không? Dạ, cây... Dạ, cây súng. Tôi bắn, tôi giết hết. Trời ơi. Khi không tôi vô đây chi cho khổ vậy nè trời. Ông khổ, tôi khổ. 2 kẻ khổ gặp nhau. Ông giáo ơi, xin ông giáo cho tôi về, ông giáo ơi. Không,
ông mà ở đây chứ. Ở đây để nghe tôi trút hết nỗi niềm tâm sự. Ông giáo ơi, ông ấy, ông cất cây súng đi ông giáo. Ông lỉa trước mặt tôi hoài, tôi nhỏ quá. Nè, thú thật với ông tôi vẫn còn thương vợ. Tôi mới đóng trò quan đại vậy thì tôi xin ông giáo cũng nên quan đại với tôi cho mũi súng xây qua khuyên khác. Ơi ơi tức cười quá phải ông giáo à, tôi thấy ông giáo nên vô nhà thương trợ quán đi. Ông ơi mình quan đại để rồi chết dần chết mòn vì quan đại. Sự hy sinh của tôi vô nghĩa lý vì vợ của tôi không quên lối cũ. Bờ môi càng khăn đắng vì ngậm thái bồ hồng. Hành lý cho hai con tôi đi vào đời không sắm được con nguyệt lấn sâu vào trong biển hôn mê. Chịu ảnh hưởng của mẹ vào đời hối hả sớm đưa trên biển vào buồn. Tôi bất lực không đem quyền hạn của người cha ra mà ngăn. Các đứa học trò ngoan của thầy hãy nghe thầy nha. Lời quan đáng cao minh các trò nghe, đây lời chân lý. Hãy tính chỗ xa qua đừng vùi thân vào cuộc. Chào tuy mây dương thân ao tù, nghèo nhưng mà thanh tân. Giàu nhớt nhớ sướng chi thân giàu. Ông ơi tôi đã dạy biết bao nhiêu học trò yêu quý tranh xa qua giữ thể diễn cho mẹ. Trai lại con tôi đem danh gia tổ tiên. Tôi nhớ sự mệt nhọc tâm trí làm cho tôi nặng nề thân xác. Tôi canh bạc đời tôi tự tay lên gần cửa việc đã bao lần. Tôi toàn quy hoài xuất thân là mình. Người đối diện với người giáo tế cưỡng ép nhạt phèo. Dù bên cạnh vợ tôi vẫn thấy cách xa dịu trời. Cắt đứt đường tơ tôi không cắt được. Còn nghe buộc đàn gì bởi hai con. Ông giáo, ông tỉnh rồi hả ông giáo? Tôi phải giết người ông à. Cái tư tưởng giết người đã tiêu hao tôi từ thơ sống. Tôi phải giết vợ, giết con đây rồi. Tôi tự giết mình. Tại sao đòi giết vợ giết con? Chỉ có trong lòng đất vợ tôi mới thật sự là vợ của tôi, con tôi mới thật sự là con của tôi. Nguyệt, sao mày dở chứng? Tại vì con đã biết yêu. Mày đã biết yêu. Chuyện hoang đường. Mày đã mọc rễ vào cát tán. Mày đã bán linh hồn cho quỷ dạ xoa rồi. Còn gì đâu mà biết yêu. Thưa bác, cháu thấy Nguyệt đã trở về với con người đích thực, cho nên cháu yêu Nguyệt một cách hồn nhiên. Vì thế... Rất tiếc. Con Nguyệt đã làm mất con người đích thực của nó rồi. Yêu hồn nhiên là những tiếng nói quái gở đối với nó. Tình yêu của nó là một hiện tượng bốc lửa cháy phừng rồi phục tắc.
Tình yêu của nó là sự khắc khoải mong đợi sự khuấy động của tế bào. Tình yêu của nó là chờ đợi từng cảm giác nổi loạn dưới bàn tay kỳ diệu của những gã đàn ông. Má, má đừng nhục mạ con trước mặt người con yêu. Má đừng làm cho Khải nản lòng một phai nhạt tình yêu của con. Cháu biết tình yêu không phải là kim cương mà là bằng nước mắt, cho nên cháu vui lòng chịu sự hình phạt của bác và kết luận tình yêu chân thật bao giờ cũng thắng. Cậu nói thế là không buông tha cho con Nguyệt. Tôi tưởng rằng cậu là người có học nên tôi trình bày sự thật phũ phàng của con tôi để mà nghĩ suy. Nếu như cậu còn đuổi theo tôi lấy quyền làm mẹ bố con, bố con tôi phải ưng. Ông kia là ông Nam Thái và tôi sẽ thưa ra tòa. Con ngoan thì nên nghe tôi để cho yên thân. Hoặc cậu bỏ ra 2 triệu đồng tôi sẽ đổi ý. Dạ thưa bác, cháu có tình nhưng không có tiền. Có tiền cậu là chồng của nó, còn không tiền cậu là tên cưỡng hiếp nó. Dạ. Chào bác. Má, má không thương con, má giết con mà. Con, nếu má không thương con, ngày nay con đâu khôn lớn. Dẫn 3 năm u môn, dẫn 9 tháng cưu mang. Cực khổ này chưa biết mấy sông, sao con không hiểu để yêu thương má. Má, con có bao giờ dám quên ơn của má đâu. Hình hài của con do má sanh, đời sống của con do má tạo. Bây giờ con bảo má chẳng thương con. Là cô quên tình đã sanh dương, nói nghe ra càng thêm cay đắng. Con tôi không nghĩ gì đến mẫu tử tình. Con do má tạo ra nơi cõi dương trần, còn tình yêu là quyền của thiên đó. Má đừng tiếp duyên lành cho gian dở đời. Anh Khải, anh có đau lắm không? Đau vì bị người ta gạt nhiều hơn. Dù rằng bác sĩ bảo anh phải chịu xấu xa diện mạo, 5-6 tên đã cầm mã tấu băm vào mặt anh. Chị Nguyệt muốn người ta đánh anh, em không ngạc nhiên gì, đó là thói quen của chị. Chắc anh còn yêu chị Nguyệt lắm. Anh sẽ điều đình lại con tim và cho nó biết nó đã chọn sai đường. Anh điều đình với con tim, liệu nó có bằng lòng nhận sự điều đình ấy không? Có thể. Có thể. Phải. Con giả tràng dẫu biết rằng tuyệt vọng, tự lượng sức mình khó lấp được biển đông, nhưng nó vẫn xe từng viên cát chẳng chút sờn lòng. Có lẽ nó tìm nguồn vui trong việc làm dâu dòng ấy. Nga ơi em vẫn đẹp kiêu sa, thừa duyên cho người ta thiếu hoa dệt gấm, nhưng người ta không dám để mặt nước tâm chân bèo. Tại sao em còn trăng trong như hoa trinh nữ ngào ngã thương đời? Người em thương phải hạng người tương tự đời, phải sạch trong như ánh nắng của ban mai.
còn anh bụi phong trần bám nạn đôi giấy thôi sâu ngắm mòn dần đức tin. Tâm tình anh thường đổi thay vì ảnh hưởng của nghề nghiệp, đời lãng tử phải dài đây mai. Chuyện đã qua với em, anh không có quyền để dục tình sai khiến. Người mang hạnh phúc cho em phải là người hiền hậu. Một ngày rồi đau khổ hơn sống trăm năm trong trống rỗng cô đơn. Chung quanh không ai sống cho em tất cả, ba sống cho ba trong chân đắng men cay, chị sống cho chị, má sống cho má. Chỉ có anh biết sống cho em thì phải dành anh. Chị đã phản bội anh Khải. Tao phản bội à? Gương mặt bị sắc ngang xẻ dọc này đã chứng tỏ điều đó. Ai đánh anh? Hung thủ là ai? Hung thủ là sự phản bội của cô. Hả? Cô muốn du đạn hạ tôi để cô lấy cho lão già Nam Thái. Tôi đã hiểu rồi. Cô hiểu gì? Ngựa cũ đã trở về lối cũ, anh lại áp dụng sở trường họ sở của anh. Cô xem ái tình như là một canh bạc, tôi là con bạc bị thua lận. Anh là thằng điếm có bao giờ thua lận ai? Anh sơn non trong một dáng bạc ái tình. Chị Nguyệt, có lẽ vì chị ghen quá cho nên chị mới nặng lời với anh Khải. Họ là cái thứ gì mà ta phải ghen chứ? Họ cũng như những thằng đàn ông khác, cũng là một loại muốn lợi dụng cái cơ thể ngồn ngộn đầy sinh lực của tao. Tầm thường như tất cả của đáng chi đâu chị phải ghen hờn. Bỏ Sài Gòn nổi ngày mai. Chị Nguyệt, chị Nguyệt, chị Nguyệt. Chị Nguyệt. Ủa, Nga, sao em biết chị ở đây mà tìm? Chị có nhớ anh Tư Thèo Lẻo đó không? À, cái anh Tư mà bắt chó đó hả? Dạ. Anh bà con với anh Khải phải không? Dạ. Không biết ảnh sang tin ở đâu mà ảnh thèo lẻo với em, nói rằng cô Nguyệt hiện giờ đang ở ngoài Nha Trang làm y tá nghiêm chỉnh đàng hoàng cho hội hồng thập tự quốc tế mới sang. Sức khỏe của ba chị vô cùng lo ngại, không hiểu hiện nay như thế nào, má còn dính dấp biết cái tên Dũng nữa không? Và anh trai ấy ra sao? Chắc đã cuộc em nên duyên phận. Buồn má thì ba cứ mãi say sưa, não của ba đã kém quá nhiều rồi.
giàu gì buôn lậu tiếng lâu. Tên Dung vẫn chưa buông tha má được, không biết chừng nào mới dứt được tên kia. Còn anh Khải cũng biệt tích giang hồ, anh có bao giờ thương đến em đâu. Thành ra mọi dự đoán của chị đều sai cả. Cũng chính Tư thèo lẻo giải quan cho chị, cho anh Khải biết rằng chính má và tên Dũng tổ chức hạ anh Khải rồi vu oan cho chị để làm kế ly gián. Anh hối hận đi tìm chị để xin lỗi đó. May quá, tôi đi tìm Nguyệt lại gặp cả Nga. Có phải chăng tạo quá bố cục cho duyên mai hạnh ngộ? Khải, Khải đừng tự ti mặc cảm. Em vẫn yêu anh như thuở nào, có thể nói rằng yêu nhiều hơn nữa. Tôi biết hai cô vẫn còn thương tôi như buổi trước. Lẫn lộn tình thương hại với tình yêu. Nếu tôi yêu Nguyệt hoặc yêu Nga, một ngày kia quá chán chường các cô sẽ lộn giọng. Rồi sau này hai cô thương tôi với tình yêu gượng gạo. Bên ngoài cô vui nhưng lòng chất chưa dạng niềm đau. Tôi tìm ra Nguyệt và được thứ tha. Tội tôi nông nổi hiểu lầm để Nga, em đừng hy sinh. Tôi cho em nhân hậu hiền ngoan, đừng xúc động trước anh nhất thời để trọn đời em khổ. Bây giờ xin giả biệt hai cô. Khải, Khải ơi em giữ lối anh tròn vẹn, đừng lấn chen vào Khải. Nếu anh cứ quyết đi thì em sẽ trả búp bê này lại cho anh. Anh Khải. Được, anh sẽ giữ búp bê như giữ hình ảnh của Nga và Nguyệt. Mong hai cô hãy lau khô nước mắt cho tôi đi. Anh Khải, dù có đau lòng lắm và đừng, đừng tìm kiếm tôi. Chào, chào, vĩnh biệt. Anh Khải, anh Khải. Nguyệt, Nga, hai con. Má, má, má tha lỗi cho con bỏ má trốn đi. Bây giờ không có lỗi phải gì nữa. Em, em hỏi con Nga một câu dứt khoát, nó có chịu ôi má chính Trần Phụi hay không? Thủng thỉnh em gầy nó, làm gì dữ vậy? Chờ tới chừng nào nữa hả? Má chính Trần Phụi sẽ có mối khác chứ chờ mình hoài hay sao? Chứ nó không chịu kìa. Nó là mẹ của mày hay nó là con mà mày khiến sai không được? Dượng không có quyền hỗn hào với mẹ tôi à? Nè, ta hỗn hào đó rồi sao hả? Số nợ 1 triệu đồng của người ta tao phải trả chứ không phải mẹ bay đâu. Nè, tao cho tụi bay biết, nếu mẹ của tụi bay mà gạt gẫm tao coi chừng tao sẽ đâm bà chết ngay. Nè, ông nói sao mà nghe nó quá chướng tai à? Ông đừng hăm dọa má tôi. Vừa có can đảm thì cứ xuống tay đi, dám không? Bay dám thách thằng này phải không? Sửa soạn để tan cho má tụi bay. Nga ơi, tao lại mày. Mày ưng giùm mối đó đi để người ta hành hạ tao. Má, má nhớ lại coi, có khi nào mà ba đối xử với má như vậy không? Trời ơi, trời phạt tôi. Trái đất quá hẹp. Ba. Vì hẹp nên không tìm thì thôi, mà khi quyết tìm thì phải gặp hai con tôi, vợ tôi.
và người yêu của vợ tôi. Nè ông kia, chỉ sự cử động nhẹ nhàng của ngón tay tôi, sọ của ông sẽ bung đầy trên mặt đất. Nhưng giết người không ai dùng gươm vàng. Tôi xin ông hãy đi khuất mặt nơi đây để tôi giải quyết chuyện gia đình của tôi. Đi. Ông có việc của ông, còn tôi có việc của tôi. Tôi phải cần ở đây để lo giải quyết việc riêng của tôi. Hả? Hai con ơi, má của hai con sắp là của ba vĩnh viễn, không sang bất tình bất cứ cho một ai. Hai con sẽ hồi phục tinh thần, phẩm giá gia đình đã đến ngày hồi phục. Má, má có thể hậu quả việc làm của má không? Không, trí của ba vẫn còn minh mẫn, tim của ba vẫn còn đầy máu nóng và tình yêu mến hai con. Và yêu người vợ ngoan hiền, yêu đắm đuối say sưa như hồi phận đẹp duyên ưa. Ba hỏi hai con thì hai con phải nói thật sự với lòng hai con. Thường nghe tưởng đến ba không, càng dấn thân trong trùy mê, càng thương nhớ ba nhiều. Con nuôi hận vàng, trót làm buồn khổ ba. Con hiểu ba hơn chị à con, tình thương ba má khó so bằng tình ba tha cho lỗi lầm, tội lỗi của má. Nè con ba, tình yêu tôi còn sót chăng trong tâm nào của bà? 20 năm trời bây giờ mới nghe ông hỏi. Nếu không thương nhau thì đâu bỗng nhiên ông hỏi việc yêu đương, thật tôi khó hiểu nguyên nhân. Dù cho bà còn thương tôi hay không còn thương tôi nữa, cho riêng tôi thì muôn thuở vẫn thương bà. Đã đào như thế nhưng không dám mơ chuyện tình. Dân đời cho bà từ thuở xanh mai tóc, tuy không khi ước nhưng chắc chắn tờ keo sơn. Tôi bất lực không giữ bà mãi bên mình, vì truy lạc liệt quanh và hào hứng qua thương bà cho nên giây phút này đây tôi buộc bà phải chi biết tôi cho đòn anh tình. Đi đâu bây giờ ba ơi? Lời nói của ba làm cho con rùng mình dễ sợ. Ba đang nuôi ý nghĩ gì ghê gớm lắm phải không ba? Chúng ta sẽ đi đến một nơi vô cùng vô tận, chỉ có nơi ấy mới tạo được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của những năm về trước. Chồng thương vợ, vợ yêu chồng, bên cạnh có hai con vô tư đùa giỡn. Cái thuở gia đình mình chưa khuấy động bởi hôn mê. Nơi đó là nơi nào vậy ba? Cõi chết. Thôi.
cõi chết. Phải, cõi chết. Nơi đó không có ai đắm đuối tiện nghi, nên thác loạn không kẻ hở để len vào được. Nơi đó vợ chồng con cái chúng ta tha hồ mà hưởng êm đềm hạnh phúc. Ba ơi, ba đừng nói, ba đừng nói, con sợ chết lắm ba ơi. Chỉ là một giấc ngủ dài thôi con, phiêu diễu nhẹ nhàng và êm ả lắm. Hai con đừng hoảng sợ. Ba, ông muốn giết cả nhà rồi tự tử sao? Không, không được. Vợ con ông không thể chết, nhất là con Nga. Tại sao ông ngăn cản hả? Dễ hiểu quá. Tôi không thể để 2 triệu bạc của tôi tan theo mây khói. Nè ông phá hoại gia can tôi, tôi làm thinh được. Nhưng ông cản ngăn tôi xây dựng hạnh phúc với vợ con tôi trong lòng đất. Nè, ông hãy có chân. Ông giáo, ông hăm dọa vợ con ông. Chứ hăm dọa cũng sao được. Sao, muốn bắn hả? Ngất nè, cô gàng bắn coi chơi. Hả, mày thách tao à? Thách nè. Tôi giết người, tôi trộm súng. Ba ơi, ba làm sao chịu nổi cảnh tù đày khổ thân ba quá ba ơi. Có án mạng, bà con ở đây cho biết ai giết người này. Dạ, tôi biết. Người ấy chết vì khẩu súng này, chính tôi bắn nó. Vì nó phá hoại gia căn tôi, chồng tôi khổ vì nó, con tôi khổ vì nó, nên tôi phải giết nó mà. Các thầy hãy bắt tôi đi. Không, không, chính mình khổ nhiều quá rồi. 5 năm, 10 năm cấm cô, tôi sẽ đoàn tụ với mình. Dạ, con hãy tha lỗi chúng ta. Mấy thầy dẫn tội phạm ra xe và chở xác về khám nghiệm. Mình ơi, ba tiểu rồi kìa chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời gian đã hoàn toàn biến đổi, bôi xóa lương năng của người tôi yêu nhất trên đời. Tôi ngày gặp lại nhau có ngờ đâu tan nát rã rời. Anh đã đem lại cho tôi sự đau buồn khổ hận cả một trời băng giá. Sự có mặt của anh nó tượng trưng cho một trời tan tóc mơ. Bình tâm nghe anh nói, phải đâu anh cố tâm tàn nhẫn để gây khổ hạnh cho nàng. Em nức nở khóc than khiến cho anh càng thêm mê hổ thẹn muôn ngàn. Xuất xa lắm em ơi, thân anh như kẻ đang trôi giữa xa đi xa thầm muôn trùng, sóng to gió cả hải hùng. Nàng ơi nói ra thêm những nghi nghẹn lời, đời anh ấy đã nghi chết rồi tình thương. Càng thấm thiết nghĩ lại càng thêm sâu, trời xanh thế vẫn biết yêu là khổ, mà xa nhau còn khổ gấp trăm lần. Này anh dành tất cả cho em, bên nước xưa trăng sáng đã lên khoang thuyền cổ đưa nhau tìm dĩ vàng. Em hãy giúp anh quên những ngày luân lạc, vòng tay ôm chặt mộng trùng quang, hãy trút lên nhau tất cả niềm thương, nhớ cho trời rung cho nước dở ngập khoang thuyền.
một đêm dời nhớ thương. Người mà không biết yêu đương, ngàn năm khắc khoải muôn đường khổ đau.